Đấy, hôm nay em sẽ lại tiếp tục triển khai một cái thuê bao quá 500 m. Ở đây nó sẽ là khoảng đâu đấy 700-800 m. Hôm nay đây ở solo một mình mọi người nhé. Đây là 700 m. Khá là xa. Đây là nhà khách hàng trên này đấy. Bây giờ là đã là 4 giờ chiều rồi. Trời vẫn là khá là nắng. Đây một cuộn cáp, đây là 1000 m như vậy. Em sẽ kéo bằng xe máy, đi bộ mới lắm. Ở trên này thì toàn là đồi núi thôi mọi người nhé. Có rất nhiều những khách hàng mà nằm ở các đoạn xa như này. Nhiều nhà ở đây người ta không có cột đâu, còn phải qua mấy cái cột tre như này này. Đó, cái đường điện nó đang kéo qua một cột tre này. Hôm nay ở cái đoạn này là nó thưa dân, cho nên là nó không có xe cộ đi lại, cho nên là mình còn kéo được bằng xe máy. Nếu mà có cái xe cộ mình không thể kéo bằng xe máy đâu. Đây, cái dây điện này toàn gá lên cái cây keo này. Nói chung là cái nhà này thì hạ tầng không đảm bảo. Hình như là kéo được một nửa rồi mọi người. Em sẽ zoom dây ở điểm này. Kéo xa như này em sẽ thực hiện nối một điểm ở đây. Vì kéo như này thì không kéo được đâu, nó xa lắm. Một cái thuê bao khoảng độ tầm 700-800 mét như này ấy, thì nó để mà một người triển khai ấy, thì nó sẽ mất khoảng thời gian khoảng từ 4 đến 5 tiếng tùy thuộc vào cái địa hình. Ở chỗ này em nghĩ là nó phải đến tầm 7 giờ tối mới xong mất. Tí nó kéo xong đéo biết cặp tín hiệu hay không nữa. Nó xa như này mình kéo dây nó. Cái đoạn dồn dây này nó hay bị đứt ngầm. Thêm 10 mét nữa. Bây giờ vừa mới kéo được một nửa đoạn dây thôi. Tí em về em sẽ cắt cái đầu bên kia đi. Để tí nữa sẽ kéo vòng từ bên kia sang, từ trên ngọn đồi xuống. Bởi vì nếu mà mình kéo ngược đồi ấy thì nó khó khả thi lắm. Cho nên là sẽ có một cái điểm nối ở giữa. Để sau này để còn mục đích là để xử lý sự cố. Vậy là đã được một nửa đường rồi mọi người nhé. Quay lại để chốt dây đã. Mấy cái dây ở dưới đường này thì mọi người nên để gọn nó vào, không ấy dân đi qua là vỡ mồm đấy. Đứt ngầm chả biết thế nào đâu. Cho nó gọn sang một bên. Để tí nữa mình chốt thì mình sẽ cho nó lên sau. Đầy nhiều ong lắm mọi người, người ta nuôi ong. Mẹ ăn phi ra nó đốt. Nhiều ong lắm. Ở đây người ta nuôi ong. Giờ chúng ta sẽ ướm dây về nhà. Phái trưởng thì mẹ cuộn này. Từ đây lên là khoảng độ hơn 100 mét gì đấy. Chúng ta sẽ nhìn cái chỉ số cáp ở đây này, xong chúng ta sẽ ướm về nhà. 511, kéo được 500 mét rồi mọi người nhé. Từ lúc nãy đi là được 500 mét rồi đấy. Bởi vì cái cuộn này là cuộn 1000m. Từ đây lên khoảng độ 100m nữa. Đó, như vậy là nó đã mất đi 600m rồi. Đây đang 443 chưa được. Đây cái điểm kia là điểm cao nhất này, cái chòi kia là cao nhất thì mình sẽ từ cái cột này mình sẽ cho nó đi thẳng vào đấy. Bởi vì đi qua mấy cái keo này nó khó lắm. Hay đi qua cái keo nhỉ? Đi qua mẹ cái keo này. Đi như này cho nó dễ, sau này người ta chặt cây chặt cây thì dễ ấy hơn. Dễ chặt hơn. Mình đi theo đường đi dây điện này này. Ok. Bây giờ sẽ cho nó lên. Cái dây này thì mọi người nên cho nó đi theo dây điện nhé, để nó đảm bảo được cái độ an toàn. Khai một cái thuê bao khoảng độ tầm 700m như này thì cách tốt nhất là mọi người nên có hai người, nó sẽ hỗ trợ nhau rất tốt, bởi vì một người kéo xong một người đi điểm sau sẽ chọc lên những cái điểm mà khó. Như kiểu em đi solo một mình như này thì nó rất là vất vả. Đây, ở đây phải chốt qua cái cây keo này. khi buộc lên những cái cây như này ấy, thì mọi người nên chốt nó chung thôi, không nên chốt nó căng quá. Nếu mọi người chốt căng quá thì nó khi nào mà cây nó đổ ấy thì nó dễ bị đứt ngầm. Cho nên mình khi mà triển khai trên hạ tầng mà nó không có cột kèo như này thì mọi người nên để trùng theo cái dây điện thôi. Một số bác thì cũng hỏi là nếu mà triển khai thuê bao nó xa như này ấy, thì nó có mạng wifi nó có yếu hay không? Thì với cái cáp quang này triển khai xa hoặc triển khai gần nó cũng như nhau thôi. Bởi vì cái này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ mọi người triển khai xa thì nó chỉ có tỷ lệ thuận với cái này là cái sự cố nó nhiều hơn thôi. Chứ cái tín hiệu với lại chất lượng mạng nó cũng như nhau. Và cái này nó phải phụ thuộc vào cái quá trình mà kéo ấy. Nếu mà tín hiệu nhà mình nằm trong cái giải tín hiệu đẹp của Viettel ấy, thì nó vẫn sử dụng bình thường, chả việc gì cả. Ngày xưa cáp đồng thì triển khai xa thì nó kém thật, nhưng mà cái cáp quang này thì triển khai xa này rất là bình thường, chả ảnh hưởng gì. Hoặc là nhiều bác thì cũng hỏi là nếu mà cái cách nối cái cáp quang này nó có ảnh hưởng gì đến cái đường mạng hay không. Thật ra thì cái nối của cái này ấy, nếu mà anh em nào nối ẩu, kỹ thuật là mà nối ẩu ấy, thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái chất lượng mạng của nhà mình. Tuy nhiên khi mà sử dụng đến máy hàn ấy thì hầu như là tuyệt đối rồi. Máy hàn thì sử dụng gần như tuyệt đối ở trên cái đường internet. Ở trong cái vùng xa xa như này, mấy đại gia có tiền người ta mua hết đất rồi, mua hết ao hồ rồi. Ao hồ đầm lầy các kiểu ở trên này là người ta mua hết rồi, không có phần nữa. Khi nào mình giàu một tí cũng không hết cửa. Trong này thì cuộc sống nó yên bình quá. Chỉ cần có wifi thôi là ok rồi. Kết nối đến mọi miền đất nước rồi. Trên toàn thế giới luôn ạ. Không cần phải đi đâu xa xôi cả. Đoạn này cũng là kẹo là hơi khoai đấy. Đợt trước thì Viettel nó chỉ cho cái giới hạn để mà kéo một cái thuê bao là nó là đầu tiên là 350 m. Xong rồi là kéo dưới 500 m. Và bây giờ là dưới 700 m. Cho nên anh em kéo 700 m thì sướng lắm. Tha hồ mà mệt. Tôi ngủ nằm chả biết cái gì luôn. Và đây là triển khai có một mình thôi nhá mọi người nhá. Đây mà hai ông nữa thì ngon. Một mình này thì kéo vất vả hơn. Nhưng mà Viettel thì đa phần là toàn solo một mình không à. Triển khai một mình này thì phải có bài, kinh nghiệm đấy. Không ấy vướng chỗ này vướng chỗ kia thì có mà đến tiết Tây mới lắp xong một thuê bao. Nếu mà thuê bao này 600 m thì là em triển khai là coi như êm đẹp rồi. Tuy nhiên là đây nó còn thêm khoảng độ hơn đâu đấy hơn 200 m nữa sẽ đến cái hộp cáp của Viettel. Cho nên là sẽ là phải ngày mai mới xong. Những cái điểm mà nó băng đường như này ấy, thì tốt nhất là mọi người nên đi cao nhất có thể. Bởi vì ở đây băng đường này thì nhiều xe cộ nó to lắm. Hoặc ở đây thì nó không có xe to nhưng mà nó sẽ có xe keo. Mà xe keo thì mọi người biết rồi, họ chồng chất lên rất là cao. Cho nên mình cũng sẽ phải đi cao nhất có thể. Trời tối một lúc nhanh lắm, sắp mưa rồi mọi người ạ. Chốt nốt thời lượng.